Ui cha ơi, Haley muốn chia sẻ đến quý vị nghe một cái câu chuyện mà khi mở màn hình lên cũng không biết bắt đầu kể như thế nào. Sau khi Haley nghe được chị ấy tâm sự về cuộc sống của mình hiện tại ở Mỹ với người bạn trai Mỹ, mà ta nói da gà, da vịt nó nổi rần rần và nhìn lại cuộc sống của mình và đã từng tiếp xúc rồi trò chuyện rồi kể lại và nghe rất nhiều câu chuyện của những người Việt mình đang chung sống với chồng Mỹ. Thì sau khi nghe câu chị của chị này kể ra mà Haley nói trời ơi, sao mà trên đời này lại có những cái chuyện như vậy nó xảy ra. Đại khái câu chuyện của chị ấy như thế này nè quý vị, bây giờ kể cho quý vị nghe mà nó còn run tay, nó còn rần rần. Vậy nè, ngày trước á, chị ấy qua Mỹ theo điều kiện ba mẹ bảo lãnh. Khi qua đây thì chị cũng mở lòng để kết hôn với một anh Việt Kiều. Tức là Việt Nam với nhau cho dễ sống. À, tất cả mọi thứ đều sống theo cái cách sống Việt Nam. Thì khi mới qua mà, chưa rành, chưa biết, chưa gì hết. Thì khi sống với cái anh người Việt Nam đó cũng tổ chức đám cưới rình rang lắm. Rồi hôn nhân kéo dài cũng được 12 năm. Sanh được đứa con, nay cũng được 10 tuổi rồi. Thì sau đó chị mới phát hiện ra chồng mình đó là có ý tòng tèm với những đứa con gái ở Việt Nam. Mà chính chị cũng đã từng nhìn thấy và phát hiện ra là ảnh đã từng chat rồi gọi video với những đứa con gái đó. Và có lần thì vô tình nhìn thấy cái đứa con gái đó nó không mảnh vải che thân, nó xô hàng xô họ gì đó cho chồng mình coi. Chị chịu không được và nghĩ rằng chồng mình là một cái loại người bệnh hoạn, không thể nào tồn tại và tiếp tục trong cuộc hôn nhân này nữa. Chị mới quyết định nói ra hết cho cả hai bên gia đình nội ngoại và kể cả bạn bè ổng luôn, coi như ăn không được phá cho hôi đó. Ta nói là để cho tất cả mọi người đều xa lánh cái con người bệnh hoạn này, để sau khi mà chia tay ly hôn rồi thì đừng có để cho một người phụ nữ Việt Nam nào ở đây mà bị dính chưởng của anh này, vì bản thân ảnh sinh lý rất là mạnh, rất là khỏe và đòi hỏi rất là cao. Rồi sau khi cắt đứt cuộc tình với chồng của mình thì cũng trải qua một khoảng thời gian là cô đơn, buồn, rồi cũng đau khổ. Rồi làm gì làm thì cũng nghĩ lại, tuy là cuộc sống ở Mỹ nó có cuộc sống thoáng, không ai để ý gì tới ai đâu, nhưng mà đây nó cũng là cái nỗi lòng. Mình cũng đẹp gái, cũng được gái, cũng có công ăn việc làm, cũng mang tiếng Việt kiều Mỹ chứ ít ỏi gì đâu, tự mình đã tạo ra kinh tế, nhà cửa, tiền bạc mà, thì tại sao lại mang tiếng là bị mất một đời chồng, mang tiếng là đi bị giống như là một đời chồng không có hoàn hảo đó. Rồi cũng buồn, cũng giận, cũng này nọ kia lắm. Thì bạn bè mà cũng có người này người kia, đâu có thể tâm sự và kể ra hết được. Ta nói trong cuộc sống họ có thể chia sẻ với mình được, nhưng đối với bạn bè họ đâu có thể chia sẻ với mình trong cái nội tâm, và nhất là những cái cảnh cô đơn về đêm, đâu ai chia sẻ được. Và con cái cũng vậy, nó thương thì cứ mommy, mẹ, con yêu mẹ, rồi mẹ nấu ăn ngon được này được kia, thì mình chỉ có thỏa lòng và thỏa mãn được những cái niềm vui đó thôi ở cái lúc ban ngày ban ngày. Còn về cái phần ban đêm, phụ nữ hay đàn ông gì mình cũng có một cái khoảng thời gian trống trải và cô đơn vậy, đúng không? Rồi chị quyết định lên mạng để tìm bạn. À, xung quanh đó rất nhiều người, mỗi lần đi nhập tiệc, đi ăn chơi với người Việt Nam của mình thì người ta hay cả cáp mình vô cái người này người kia để cho mình có một cái niềm vui. Nhưng mà đối với chị bây giờ, khi nhìn lại tất cả những người đàn ông sống trên nước Mỹ thì nó không còn giá trị gì trong mắt chị hết, vì tất cả mọi người khi chị nhìn ra đều có một cái kiểu giống như chồng cũ của mình, thành ra chị không còn ấn tượng nữa. Rồi quyết định tự mình đi tìm người Mỹ. Tìm người Mỹ đâu ra bây giờ? Chị leo lên mạng làm liều để tìm người Mỹ. Thì với những người Mỹ họ luôn có ấn tượng với những người Việt Nam khi còn đang sống ở Việt Nam, họ ít có khi nào ấn tượng với những người Việt Nam đang sống ở Mỹ lắm, vì thật sự họ rất là sợ hẹn hò với những người Việt Nam đang sống ở Mỹ. Thứ nhất là họ rành về luật và họ hiểu luật, họ hiểu về văn hóa người Mỹ, thành ra mấy người Mỹ mà đàng hoàng á thì
không nói làm gì, mà nhiều khi mấy người đàng hoàng biết có tới với mình hay không, rồi mấy người tào lao mới lao á, thì nó luôn nghĩ về vấn đề đó. Thật ra cũng rất là khó gần với những người Mỹ. Thì đến một hôm chị cũng coi như là mở lòng mà, coi như sống ở nước Mỹ rồi, ăn nói thoáng, coi như chia sẻ tất cả cái cảm xúc của mình, và nhất là cái nỗi cô đơn về đêm, thì cũng chia sẻ về cái nội tâm nỗi lòng luôn. Tất cả mọi thứ thì coi như giống như là hai người bạn đã từng quen và hiểu nhau lâu lắm rồi đó. Thì chị dừng lại trò chuyện với anh đó. Ảnh là người thật sự tâm lý và trò chuyện với chị cũng hết sức là ga lăng, đàng hoàng, coi như không đòi hỏi, rồi cũng không có coi như là lấn sâu về cái chuyện tình cảm của mình quá, làm cho mình có một cái cảm giác nghẹt thở. Thì chị rất là thoải mái, và tất cả mọi thứ chị là người chủ động để anh kia có cảm giác thoải mái hơn khi trò chuyện với mình. Thì khi cái người Mỹ này cũng đã 47 tuổi, đàn ông ở đây 47 tuổi thì cỡ chồng Haley 46 tuổi thì nó cũng đâu quá già, thì nó cũng bình thường thôi. Cũng có nhiều người ví dụ như người khỏe, người yếu, còn người thì họ lạm dụng về cái chuyện tình dục, thì trong cái chuyện đó họ không có hăng say bằng, hoặc là cái người mà họ thiếu thốn quá lâu thì họ rất là hăng say và ham muốn trong cái chuyện đó, thì nó bình thường thôi. Đối với những người đàn ông thì theo như Haley thấy rằng là nếu như họ sinh hoạt đều đều, hoặc là họ có một cái ham muốn quá độ, hoặc là họ yếu quá, thì cái chuyện đó rất là bình thường, không có gì hết. Cái quan trọng là cái người phụ nữ mình có đủ quyến rũ, gợi cảm để cho họ ham muốn mình không, và họ đam mê mình không. Đó là cũng do phụ nữ nữa đó. Thì chỉ gặp cái anh đó 47 tuổi, thì hai người hẹn hò với nhau ở quán cà phê Starbucks á, rồi uống cà phê trò chuyện, thì anh cũng rất là thích chị. Rồi anh hẹn là nay mai là mình sẽ có bữa ăn tối, thì chị cũng ok, cũng ăn tối xong rồi cũng cho ảnh gặp con chị vào những dịp cuối tuần. Rồi hai người coi như là một cặp hẹn hò rất là đẹp ở cái bước ban đầu. Rồi chuyện gì tới nó cũng sẽ tới nè. Rồi đến cái lúc mà ảnh là người chủ động mời chị có một đêm lãng mạn, thì chị cũng đồng ý. Vì thật sự ra chị nói trong lòng chị cũng rạo rực lâu lắm rồi, nhưng mà vì giữ kẻ cho nên không dám thể hiện cho ổng thấy là mình thích, mình ham muốn. Nhưng mà đến khi ổng mời cái chị mừng lắm, chị mừng thầm trong bụng và chị đồng ý đi ngay. Đến cái ngày đó hẹn hò thì ảnh đến tặng cho chị một bó hoa rất đẹp, kèm theo đó là một cái quà mà chị đoán ở trong đó nó là cái nhẫn. Thì chị thầm mừng trong bụng là ông này chắc ổng cầu hôn mình đây. Cái đó là thầm mừng thôi nha, chứ không phải cái đông đó là chiếc nhẫn đâu. Thì là đến khách sạn chuyện gì tới nó cũng sẽ tới, là chị kể mà Haley nghe mà Haley còn rạo rực dùm cho chị luôn á. Coi như một cái đêm lãng mạn nó xảy ra. Cái bó bông mà ổng tặng cho chị đó thì ổng rải hết trên giường đó. Rồi cái hộp quà đó nó không phải là một chiếc nhẫn mà như chị dự đoán và thầm mơ ước. Nó là một cái trái strawberry, trái dâu. Nó là một trái dâu và nhúng sô-cô-la trống. Rồi ông bỏ vô trong cái hộp, rồi ông gói quà đồ lại. Rồi ta nói chỉnh chu lắm. Nghe chị kể cái không gian lãng mạn cái bước bắt đầu mà Haley thấy thèm cái cảm giác đó luôn á trời. Thì khi ổng trải hết bông hết hoa đó rồi đó, rồi ổng mới sử dụng cái trò chiêu trò của ổng. Rồi ổng mở cái hộp quà đó ra. Không, ổng kêu chị mở cái hộp quà đó ra. Xong rồi cái chị thấy một trái dâu nhúng sô-cô-la. Xong cái chị trong bụng vẫn thầm nghĩ nữa, chắc ổng nhét chiếc nhẫn vô trong đó đó. Thì cũng mở từ từ, cái vừa mở ra thấy trái dâu, cái chị nhìn ổng, cái ổng cười ha ha, ổng cười quá trời luôn. Mà chị không hề biết là ổng có ý đồ gì. Tao nói kể câu chuyện này nghe mà tao nói nó ướt át, mà Haley cảm thấy nổi da gà, mà nó bị giống như bị rung rung ở trong người luôn. Nó không có giống như những cái câu chuyện khác mà Haley tự tin để kể. Thì câu chuyện này nó nhạy cảm vô cùng. Thì cái trái dâu đó ổng để vô trong cái cửa mình của chị.
Nghe ghê quá rồi, nhưng mà cũng phải kể nha, vì câu chuyện của chị lúc đầu nó phải hấp dẫn như vậy thì lúc sau nó mới có những cái sự cố và biến cố mới xảy ra nè. Ổng để cái trái dâu đó vô trong cửa mình của chị, để ổng ổng giống như là gì tới ghê lắm, nhưng mà đó là câu chuyện thiệt. Thì chị nói là chị cũng không ngờ là những cái chiêu trò và những cái chuyện đó thì chị cũng chưa từng trải qua, nhưng mà nghe nói là Mỹ lịch sự đàng hoàng, ga lăng, chiều chuộng, mà tự tự mình là người cảm nhận một cái sự đê mê ở trong đó, thì đúng là như vậy. Chị cảm nhận được cái chuyện này và cũng đã lâu rồi chưa có cái chuyện quan hệ vợ chồng rồi ly hôn, mà lâu ly hôn lâu rồi mà. Thì bây giờ coi như bao nhiêu cái tư tưởng mơ ước ở cái những cái đêm cô đơn đó thì bây giờ chị được hưởng thụ hết tất cả, nhưng chị không ngờ là cái trái dâu đó ông lại để vô trong cái cửa mình để ông ghê ông ăn á. Trời ơi, ghê quá à. Nhưng mà sau cái lần đó thì chị cảm thấy bị mê ổng. Chị nói là chị không ngờ là chị lại được hưởng thụ một cái cảm giác đê mê đến như vậy. Rồi mà chị không biết là trong trái dâu đó là chị biết là nhúng sô cô la, ở đây người ta cũng hay bán trong cái dịp mà Valentine đây đó, lễ tình nhân đó, thì người ta vẫn hay bán những cái đồ sô cô la, dâu táo rồi mấy cái đi, người ta để trong cái hộp đẹp đẹp vậy nè để tặng cho nhau, nghe cho nhau ăn một cái đêm coi như là ngọt ngào á. Thì chị chỉ có nghĩ như đó thôi, nhưng mà không biết là trong đó ổng tẩm cái gì ở trong. Mà sau cái đêm đó chị nói chị rất là đê mê, mà chị chưa bao giờ có một cái cảm giác hưởng thụ một cách trọn vẹn và một cái sự ham muốn đến như vậy. Mà coi như là chị nói là khi mà trong quá trình mà ổng quan hệ với chị á, là ổng cứ, mà bản thân chị á là cứ muốn 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 và muốn, không bao giờ muốn dừng lại. Mặc dù là ổng quan hệ rồi ổng cũng coi như hết sức rồi đó, nhưng mà ổng vẫn cứ muốn, mà chị vẫn cứ muốn 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 dừng lại, không bao giờ chị muốn dừng lại. Thì sau này á, khi mà phát hiện ra vấn đề thì chị mới biết là ổng bỏ cái gì vô trong trái dâu đó, làm cho chị mới có cảm giác là đê mê như vậy. Sau cái lần đó về nhà suy nghĩ mãi về ổng và nhớ ổng hoài, thì một tuần quyết định gặp nhau một lần. Cứ một tuần gặp nhau một lần, đi vào khách sạn để hưởng thụ những cái cảm giác đó. Mà như Hailey sống ở Mỹ này, và Hailey cũng đã từng nghe rất nhiều câu chuyện, thì với Mỹ cái chuyện đó là cái chuyện bình thường thôi, chứ không phải là quan hệ xong là phải lưu luyến, phải nhớ nhung, phải có trách nhiệm với nhau đó. Không không, người Mỹ là nó luôn sòng phẳng về vấn đề là phải chịu trách nhiệm những gì mình đã đồng ý và làm, chứ không đổ thừa cho một bên được. Thì chị cũng giống như theo cái kiểu là tự nguyện á, giống như có lần thì chị hỏi ổng để đi, còn có lần thì ổng hỏi chị để đi. Thì đang trong một cái mối quan hệ yêu đương mà ai hỏi cũng được, miễn sao vui là được. Thì chị đang đê mê ổng rất nhiều. Thì quen khoảng 6 tháng, cứ đều đều một tuần gặp nhau một lần, mà 6 tháng sau thì mới quyết định là về chung một nhà, là vì cái nhà của ổng hết hợp đồng thuê nhà, mà chủ nhà lại đang làm khó làm dễ ổng, là muốn lên tiền nhà rồi tất cả mọi phí tổn khi mình thuê đó là mình phải chịu, mình phải trả hết. Thì người Mỹ có người thì người ta thoải mái, thì người ta nói ok không vấn đề gì, miễn sao mình ở cái chỗ an toàn là được. Nhưng có nhiều người thì họ suy nghĩ rằng là như vậy nó không nên, không đúng, không ở chỗ này thì mình ở chỗ khác. Thì bản thân ông này cũng vậy, lúc đó sự việc xảy ra thì ông có nói với chị. Thì chị nghe như vậy chị thấy cũng tội nghiệp, và chị cũng nói thôi, quen nhau cũng 6 tháng rồi và mình cũng đã hiểu nhau quá rồi, và ổng cũng có công việc làm ổn định, thì nói thôi về nhà chị ở đi, để thay vì cái tiền mà ổng trả tiền nhà đó thì ổng phụ vào tiền nhà với chị. Nhà chị là nhà mua trả góp, còn ổng thì thuê là ổng phải trả tiền nhà bên kia cả 2.000 đồng một tháng. Thành ra chị mới nói thôi về ở để chia ra, để cho chị phải đỡ tiền nhà. Thì khi ổng về là chị đỡ rất nhiều, và chị cũng tiết kiệm và dành dụm cũng rất là nhiều. Nhưng mà đâu nó cũng vào đó, vì trái tim của chị và con người, cái đam mê của chị nó đã quá yêu ông này rồi. Coi như tất cả mọi thứ là dành và chọn cho ông này thôi. Rồi chị nói là trong cuộc sống của chị không nghĩ gì ngoài cái việc là chăm sóc và lo lắng cho ông Mỹ đó. Chị nấu những cái đồ ăn ngon bổ, lúc nào cũng cho ăn đồ bổ. Ổng đâu có biết cái con gà ác hầm thuốc bắc là gì đâu,
chị vẫn nấu và khuyến khích ổng ăn, mà chị nói là ăn những cái đồ bổ này để sinh hoạt nó hưng phấn hơn. Thì ổng nghe những cái chuyện đó thì ổng khoái, ổng cố gắng ổng ăn, và ổng nói chẳng bổ cái gì hết trơn á, Bổ coi hay như không? không là do mình tưởng tượng thôi chứ ổng không có cảm giác gì trong người ổng hết. Mà hình như là người Mỹ họ họ khác với mình, và cái cơ địa của họ cũng khác với người Việt hay sao á, cho nên là ổng nói nhiều cái câu mà chị nói ồ chắc có lẽ là vậy. Nhưng mà chị vẫn nấu nhiều món ngon, và chị cũng muốn là cho ổng ăn nhiều thứ mà mình biết đó. Thì những cái đêm mà sống chung rồi, con gái đồ cũng đồng ý chấp nhận rồi, thì ông chị cũng nói là ở một thời gian rồi tổ chức cưới, coi như là kế hoạch đó, đây là cuộc sống của mình đó. Thì khi mà ông về ông ở thì gia đình cũng rất là đồng ý và ủng hộ, và thấy chị quen một ông Mỹ này cũng không phải là già, cũng trang lứa, rồi cũng có công ăn việc làm ổn định, mà người Mỹ nữa thì ít ra họ vẫn đàng hoàng hơn. Rồi chị cũng yên tâm, gia đình đồng ý, bạn bè vui vẻ. Thì nhưng nhất cái cuộc sống của chị rất là thỏa mãn với cái ông này, cả ban ngày lẫn ban đêm, tất cả mọi thứ lãng mạn yêu đương và lịch sự ga lăng, ta nói tất cả mọi thứ là chị đang được hưởng trong một cái gọi là vinh quang trong tình yêu á đó. Thì đến một ngày chị không hoàn toàn biết được cái mối quan hệ của ổng bên ngoài như thế nào với bất cứ một người nào. Chị hoàn toàn không biết là khi mà đến những bạn bè của ổng hay những tiệc tùng đó thì thường là rất là đơn giản và bình thường, giống như nhiều người người Mỹ đó, họ mời tới nhà thì ai cũng đem đồ ăn tới, rồi mỗi người rồi đứng uống rồi đứng ăn rồi trò chuyện rồi vậy thôi. Chứ chị không biết là cái bên trong của cái mối quan hệ của bạn ổng và ổng như thế nào thì không cần biết, thì không hề biết. Thì đến một ngày đó, ổng mời chị đi đến một bữa tiệc trong một cái nhà người Mỹ bạn ổng. Thì ổng nói là buổi tiệc ngày hôm nay là buổi tiệc lãng mạn cho các cặp tình nhân với nhau. Thì chị cũng ok, tự tin và rất là tin tưởng anh này. Thì đã nói là lãng mạn mà, cho nên chị mặc đồ rất là sexy, và ảnh cũng muốn là chị mặc những cái đầm đỏ khiêu gợi rồi kia đó. Thì bạn bè ổng cũng vậy, ai cũng có cặp 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 hết. Thì đến cái bữa tiệc đó ai cũng uống rượu rồi uống bia rồi cười nói giỡn hết, mà coi như là họ họ hôn nhau ở trên ghế sofa, rồi họ coi như là trong cái nhà đó là bữa tiệc lãng mạn cho các cặp tình nhân. Thì chị thấy cũng cũng hơi ngượng ngượng vì có một mình chị là người Việt Nam thôi, nhưng mà không sao, mấy cái chuyện đó chị sống ở Mỹ và chị đang hẹn hò trong cuộc cái mối quan hệ yêu đương và sống chung với anh này, thì bao nhiêu cái lãng mạn bao nhiêu cái ấy thì chị cũng đã ấy rồi, chị không có ngại không mắc cỡ. Thì thấy coi như là người ta sao mình vậy, thì ổng ôm chị nhảy rồi hôn chị, hôn môi rồi coi như là nó rất là lãng mạn, nó đắc ý lắm nha. Thì chị cũng ok, không có vấn đề gì, thì chị cũng khoái mà, là do không biết chuyện gì xảy ra cũng khoái mà. Thì tự nhiên cũng uống rượu rồi cũng như bao nhiêu khác, nhưng mà tại sao chị lại say hơn, và chị lại kiểu như là giống như là không phải là rượu mà nó là một cái loại chất kích thích nào đó hay sao mình không biết. Thì chị lại giống như là mệt quá rồi chị ngồi đại dưới ghế, và chị nói với ổng là chị không thể nhảy được, chị không thể chơi được, chị chỉ có như vậy thôi. Thì ổng nói là không sao, có chuyện gì thì ổng sẽ trở về, đừng có lo, và ổng cũng đang giữ bình tĩnh là không nhậu nhiều để lái xe này kia đó. Thì chị cũng ok, nhưng mà chị nói sao bữa đó chị kỳ cục lắm, mặc dù ở nhà chị với ổng thường xuyên uống những ly rượu vang rồi uống một hai chai bia là chuyện bình thường, nhưng mà sao đêm đó chị rất là kỳ cục. Thì tự nhiên ngồi trên ghế mệt quá rồi, rồi thấy bao nhiêu đèn đuốc xung quanh nó càng mờ càng mờ càng mờ, thì tự nhiên nó bao nhiêu cái nụ hôn mà nó chỉ nói nó kỳ cục lắm, bao nhiêu cái nụ hôn nó cứ hôn đầy khắp người chị, mà nó hôn người chị rồi nó cởi áo cởi đồ gì chị ra, và chị nói là không biết là có một mình ổng làm hay là bao nhiêu người làm mình không biết, nhưng mà sao nó kỳ cục lắm, mà chị nó cảm thấy đê mê, mà giống như là chị nói là cái cảm giác nó không giống như bình thường mà chị với ẩm quan hệ ở nhà, mà trong đầu trong tư tưởng chị lúc đó chị nhắm mắt mà chị có cảm giác như là cái thế giới nó nằm đâu ở xa xa xa, chị không chị không không tả được,
và cũng không hiểu là cái chuyện gì ở trong đó mà chị cảm thấy rất là đê mê và khoái và rất là thích mà không dừng lại được, mà biết là có rất nhiều người xung quanh chứ không phải là một mình chị với ổng. Nhưng mà chị lại có cảm giác là không có ai, cái thế giới này chỉ có mình chị với ổng. Nhưng mà chị thấy cái con người của mình thôi mà giống như là bao nhiêu, coi như là cả trăm cả ngàn bàn tay hay cái miệng gì nó cứ đè khắp trên cơ thể mình á. Chị nói là chị không hề biết chuyện gì xảy ra hết. Thì đến khi mà xong xuôi cái chuyện đó rồi đó, là chị ngủ được một giấc tới 3 giờ sáng chị thức dậy. Thì tất cả mọi người đó, chị nói là phải 8-9 cặp á, là coi như mười mấy gần 20 người á, là khi mà họ mời tới chơi là họ để là lãng mạn, đêm lãng mạn trong tình yêu. Đó, tiếng Việt dịch ra là đêm lãng mạn trong tình yêu. Thì khi mà cỡ 3-4 giờ sáng thì chị tỉnh dậy đó, thì chị thấy người ta nằm đâu mà nó trên ghế, trên sàn nhà, trên gì mà cái nhà đó rộng lắm mà nhiều bộ ghế lắm, coi như là ăn uống rồi đèn đuốc gì nó đầy ở trên đó hết. Thì chị thấy cái chị giật mình, trên người mình không một mảnh vải che thân nữa, và bạn trai mình đang ôm mình ngủ, tự nhiên mở mắt ra thấy ai cũng vậy hết. Ui cha ơi, chị sợ quá. Chị đánh thức bạn trai của chị dậy, là ổng đó, đánh thức ổng dậy và hỏi ổng chuyện gì. Thì ổng nói ổng mệt quá, cho ổng ngủ xíu đi, sáng ổng dậy ổng trở về. Rồi chị cũng hết hồn, ui lật đật tìm quần áo, không biết quần áo mình ở đâu. Thì mặc vô rồi coi như chỉnh chu lại và kêu hết người này người kia thì không ai dậy hết, coi như họ mệt quá rồi. Thì lúc đó chị mới ngồi nhớ lại, chuyện gì đây? Hay là họ đã làm cái chuyện đó tập thể với mình, hay là họ lại trao đổi với nhau, coi như là bạn trai mình làm mình hay có nhiều người khác làm mình nữa không. Chị không thể tưởng tượng ra được cái vấn đề trong cái thời điểm đó. Thì tới sáng thì ai cũng dậy, xong rồi họ cũng chào nhau buổi sáng, họ làm đồ ăn sáng, họ coi như không có chuyện gì đêm đó xảy ra hết. Mà chị lại, khi mình thức dậy là mình không mảnh vải che thân, thì đồng nghĩa với việc mấy người kia cũng y chang, ta nói đàn bà đàn ông nằm xếp lớp như vậy đó. Thì chị mới thấy, ủa sao họ tỉnh bơ vậy ta, họ không có một cái gì hết á. Thì họ hỏi là ơ đêm qua mày vui không, thì chị nói ờ vui. Nó nói ơ cảm ơn mày đã tới đây tham dự bữa tiệc với tụi tao nha. Rồi chị cũng nhìn qua bạn trai, vậy bạn trai chị cười nói hôm qua em có vui không, anh rất là vui và rất là quý giá những cái thời gian chúng ta được ở bên nhau vậy kia đó. Cái chị hỏi là đêm qua bạn nhớ bạn làm gì tôi không, thì ông nói biết chứ, tôi nhớ chứ. Nhưng mà chị hoàn toàn chị không nhớ cái gì. Thì không biết trong đêm qua bữa tiệc đó họ cho chị uống cái gì và họ cho chị ăn cái gì. Thì chị nói là cái lần đó xảy ra, cái chị về chị suy nghĩ và không dám kể cho ai nghe hết. Và cũng hỏi ổng nhiều lần thì ổng nói ơ ở Mỹ này văn hóa lâu lâu có những bữa tiệc như vậy. Nhưng mà trời ơi, Hailey sống ở đây với chồng Hailey này có bao giờ ai giao lưu những cái chuyện như vậy đâu. Mà chị không dám hỏi ai thì sợ mắc cỡ. Mà bây giờ hỏi người Mỹ thì làm sao hỏi, mà giờ hỏi người Việt Nam mình có biết gì mấy cái chuyện đó đâu mà hỏi, cho nên không dám giấu kín luôn. Rồi đến một ngày đó cũng xảy ra cái chuyện đó nữa, thì chị biết chắc chắn rằng là nó sẽ xảy ra cái vấn đề đó nữa, là chị dứt khoát không uống. Người ta vẫn mời là đêm lãng mạn trong tình yêu, thì đến thì chị không dám để cho bạn trai đi mình, thì sợ có chuyện gì xảy ra thì coi như mất bạn trai, đi đâu cũng kè kè đi theo để giữ. Thì khi mà đi đến đó thì biết chắc chắn là nó sẽ xảy ra cái vấn đề đó nữa, rồi chị dứt khoát chị không uống và chị đổ thừa chị mệt chị mỏi này kia. Thì nó kêu nếu mà chị mà chị không cần uống đâu, thì chị ngồi chị chơi, chị quan sát tụi nó thôi. Thì đêm đó chị quan sát, chị nhấp nhấp cho bạn trai chị vui, nhưng mà chị làm bộ xỉn, nhưng mà chị rất tỉnh táo để chị dòm xung quanh. Thì trời ơi, giống như là tụi nó đang hút một cái loại thuốc gì, hay tụi nó uống một cái loại chất kích thích gì đó mình không biết. Mà sau đó cỡ 11-12 giờ đêm, là khoảng 3-4 tiếng tụi nó hát hò nhảy nháo chơi với nhau rồi đó, là tự nhiên nó lại diễn ra cái khung cảnh đó. Thì bạn trai chị cũng làm lặp lại y như chị như vậy. Có rất nhiều người họ sờ mó vô người chị, coi như nó ngồi nó ôm nó hôn bạn gái nó, nhưng mà tay chân nó vẫn sờ mó vào người mình, nó vẫn quay qua nó hôn mình bình thường. Ta nói giống như quan hệ một cách tập thể như vậy. Ôi cha, chị thấy sợ quá, và chị mới cho bạn trai của chị uống nước chanh.
chị nói là chị lấy chanh rồi chị vắt vô nước rồi chị cứ đổ vô trong miệng chồng chị, bạn trai chị uống để cho nó tỉnh, giống như là uống cho nó giả rượu, giống như bên mình hay nói uống nước chanh giả rượu đó, thì cho uống vô để từ 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 thì bạn trai cũng ói, ổng ói thì cái chanh đắng với lại ấy quá thì ổng ói ra, cái tự nhiên cái ổng ngồi mệt quá cái chị nói thôi để chị chở ổng về, cái tự nhiên đêm đó ổng đồng ý đi về. Ôi cha chị mừng quá, cái chị chở ổng về tới nhà và sáng hôm sau chị hỏi ổng và chị nói ra thì ổng kể hết là có những cái chúng tôi là một nhóm bạn lâu lâu vẫn có tổ chức chơi như vậy đó, rất là vui, chúng tôi cảm thấy rất là vui, nhưng mà họ có một cái lối chơi như vậy nhưng mà họ vẫn có trách nhiệm là làm rồi chăm sóc gia đình, làm việc rất tốt chứ không phải là họ làm biếng rồi họ ăn chơi rồi họ vô trách nhiệm này đồ kia đâu, không có, coi như là họ coi như vui xuân không quên nhiệm vụ đó, là những người đó đó thì họ vẫn ngày kia mà trong cái đám đó coi như chín cặp thì có một hai cặp là vợ chồng thiệt thôi, còn bao nhiêu là bạn trai bạn gái hết. Thì chị thấy như vậy, nghe ổng nói hết như vậy chị cảm thấy bị sợ, và sau này chị ở với ổng lâu lâu dần dần với chị kiếm chuyện là xảy ra mâu thuẫn này xảy ra mâu thuẫn kia này nọ kia đó, rồi chị kiếm chuyện để chia tay. Thì khi mà xảy ra cái mâu thuẫn rồi thì người Mỹ trái tim nó yếu ớt lắm, mình nó nghĩ là mình không thương nó nữa thì cứ hỏi một câu đơn giản là bạn có yêu tôi không, nó không tôi không yêu bạn nữa, chúng ta phải dừng lại cái cuộc sống như thế này để chúng ta tiếp tục tìm hiểu nhau hay gì đó, thì nó cũng tự động nó xách đồ ra đi thôi, nó văn minh, nó lịch sự lắm, nó không có gây gổ, không có làm xấu làm bậy, không có ồn ào, không có lợi dụng lạm dụng gì mình hết. Thì chị cũng may mắn cái điều đó là sau khi mà chị kiếm chuyện chị nói để dừng lại cái cuộc tình này á thì nó cũng xách đồ ra đi rồi cũng đơn giản thôi, rồi cứ lâu lâu gặp lại nó vẫn chào, lâu lâu nó điện thoại nó hỏi thăm con gái mình rồi cuộc sống của mình thế nào, vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Mà chị nói tới bây giờ chị mới kể cho Hailey nghe là chị thấy là chị rất là thích cái kênh của Hailey kể ra những cái câu chuyện thực tế đời thường trong cái cuộc sống, và đặc biệt là chị rất thích cái cách của Hailey kể chuyện, cho nên là chị mới kết nối, mà chị biết kênh của Hailey khoảng tháng nay thôi à. Thì bây giờ kể ra câu chuyện như vậy đó thì chị nói rằng là kể ra để cho những người bên Việt Nam khi mà nhìn vào cuộc sống của những người Việt lấy chồng Mỹ mà họ luôn chia sẻ, luôn show vào cái hạnh phúc và những cái sung sướng của họ, chứ họ không chia sẻ về những cái thật sự bên trong cuộc sống hôn nhân. Thành ra là chị muốn kể ra để cho những người đó họ có một chút kinh nghiệm để khi trong cái mối quan hệ hoặc là trong cái thời gian mà tìm hiểu yêu đương đó thì họ cũng có thể là biết là mình nên làm gì, dừng lại đúng lúc hay là tìm đường để tiến đến một cách coi như là rõ ràng để mình hiểu họ hơn trước khi mình bước vào cuộc hôn nhân với họ. Đương nhiên là trong cuộc hôn nhân họ phải tin tưởng mình, để khi mình đến với họ thì mình phải là chung tay nhiệt huyết trong cái cuộc tình, ở cái tình yêu để xây dựng cuộc sống gia đình trong tương lai ở nước Mỹ. Đương nhiên họ phải tin tưởng mình, nhưng khi đến đây sống rồi, cái mà gian khó, lo lắng, sung sướng, cực khổ như thế nào thì ở cái bước ban đầu ai cũng có thể trải qua. Thì chị kể ra câu chuyện này để kinh nghiệm cho tất cả những quý vị đó. Thì khi qua đây nếu có chuyện gì xảy ra đừng bỡ ngỡ, và đặc biệt rằng là chị cũng cầu và may mắn cho những ai đang và mới có cuộc sống với những người Mỹ thì đừng xảy ra những cái câu chuyện giống như chị đã từng xảy ra. Chị may mắn là chị đã từng có cuộc sống Mỹ, thành ra khi trong mối quan hệ tình yêu với người Mỹ chị rất là dễ dàng chia sẻ, gần gũi và hiểu hơn về cách sống con người của nó, thành ra là chị biết cách là lèo lái và biết cách đây và kia. Chứ nếu như những người mới qua mà họ không hiểu hết về cái người đàn ông của mình mà vô tình xảy ra những cái chuyện mà như vậy thì không biết là mình phải làm gì. Nhưng nếu mình càng không biết thì vô tình mình để cho người ta lợi dụng vào cuộc sống thân xác của mình để người ta chỉ chơi bời, và cuộc sống thì không bao giờ có tương lai. Đó, thì Haley cảm ơn chị rất nhiều khi chị dùng cái từ là chị rất thích kênh của Haley và chị thật sự rất thích Haley thì mới kể ra câu chuyện của chị. Thì Haley chị thích nói chuyện với chị vì những cái mà chị nói ra rất là thực tế, mà sau khi mà hãy nghe Ly nghe trời đang rất là lạnh mà tay chân Haley là toát hết mồ hôi hột luôn á, thì rất là vui khi mà kết nối được với chị để biết thêm được một cái câu chuyện thật sự
trong cái đời thường ở cuộc sống Mỹ với người Mỹ. Có những người Haley nói Mỹ cũng 5-7 loài Mỹ, thấy không? Người đàng hoàng thì họ có cách sống đàng hoàng, mà người tào lao thì họ cũng có những cái thú vui riêng. Giống như Mỹ là, như chồng Haley là thích chơi đồ chơi nè, thích máy bay, thích ba cái xe đua mà điều khiển rồi đó, là thích chơi đồ chơi. Còn có những người chồng khác thì thích đi săn bắn, rồi thích đi câu cá, rồi có những người khác thì lại thích chơi quần áo, thời trang, hàng hiệu. Có người thích nhậu, có người thì thích giao lưu, tất cả mọi thứ, mỗi người đều có một cái cách sống riêng hết. Thì may mắn là mình gặp được người nào mà thôi. Rồi trong cái cuộc hôn nhân với họ, mình là người phải biết cách đi sâu vào để mình hiểu hơn cái người chồng mình. Bởi vì Haley nói rất nhiều rằng là hãy tìm hiểu chồng mình ngay khi bước chân đến nước Mỹ. Thì lúc đó khi mình đã hiểu thì cuộc sống nó dễ dàng hơn. Còn nếu như mà cứ sống hoài mà không hiểu thì rất là khó. Và đặc biệt đừng nghĩ về tiếng Anh. Nếu không biết tiếng Anh đó là rào cản thì không đúng. Vì bản thân Haley cũng giống như rất nhiều người khi tìm chồng trên mạng, họ vẫn đâu biết tiếng Anh đâu, Haley cũng vậy, đâu biết tiếng Anh đâu. Nhưng từ từ, cái tình yêu đó có đủ để chúng ta cố gắng tìm hiểu để thương nhau và yêu nhau hay không mà thôi. Đừng lo lắng và sợ sệt gì hết. Và cứ cầu và may mắn là mình sống tốt thì mình sẽ gặp người tốt đi. Rồi mình sẽ gặp, thì cái cuộc sống Mỹ trong hôn nhân ở nước Mỹ này nó khó lắm chứ nó không có đơn giản. Nhưng nếu mình biết cách để nó đơn giản hóa về cuộc sống của mình thì nó cũng vậy thôi. Haley một lần nữa cảm ơn chị rất là nhiều. Và sau khi mà chị kể cho Haley nghe là chị nhắn tin cho Haley thường xuyên, mà đọc tin nhắn tới đâu là mắc cười tới đó. Ta nói trời ơi, ta nói nó hả, nó rần rần trái tim mà ta nói hả, muốn chảy nước luôn vậy đấy. Trời ơi, thôi đừng nhắn nữa bà nội ơi. Mà chị rất là vui vẻ và hài hước, và chị cứ nhắn tin kể, rồi chị điện thoại, chị kể, nói chuyện rất là vui. Haley cảm ơn chị rất là nhiều, và một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả luôn thương yêu và quan tâm đến kênh của Haley nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.